Che 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 con mắt lại, che che con mắt bên đây lại. Đó bên đây nè, che bên đây lại. Rồi. Bịt con mắt bên phải, bầm con mắt bên trái hả? Sẽ bắt đầu giới thiệu về sở yếu lý lịch trích ngang. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người. Mình tên là Thắng, đến từ Hải Dương. Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thắng. Hiện tại là đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn và mua bán bất động sản. Bạn làm việc ở đâu? Hiện tại là em làm việc ở quận Bình Thạnh, quận 2 và quận 4 ạ. Bạn Thắng bao nhiêu tuổi rồi? Thắng hiện tại là 29 tuổi ạ. Rồi, mời bạn đó giới thiệu đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và bạn trai bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Tống Thị Mỹ Phương, năm nay 27 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy vẽ ạ. Hiện giờ mình đang dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở trường mầm non á chị. Wow. Ủa, dạy người lớn vẽ được không em? Dạ được anh. Bữa nay đem lên vẽ hình anh Quyền Linh đẹp quá trời luôn nè. Có không? Có. Giống anh Quyền Linh quá trời luôn hả? Giống không? Để bảo hoàng tử hả? Dạ. Cái này anh Quyền Linh lúc 18 năm gì? Ủa luôn, lúc ảnh 18 tuổi luôn quý vị. Đây, bạch mã hoàng tử của cô ấy. Bí chú ở dưới anh Quyền Linh lúc 18 tuổi. Dạ. Mà phải nhắm mắt mới giống nha, mở mắt ra là không giống. Vậy mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình rồi chị. Ủa sao khoảng 3 mối tình? Khoảng sao? Tại vì em xác nhận thương thì em mới quen là được 3 mối tình. Còn những mối tình khác thì một phía này không tính. À, có quen mà không có thương đúng không? Dạ, với lại chắc cũng không có duyên nợ nữa. Mà những cái người đó là có giống như trong cái hình này không? Dạ không. Rồi vậy là cái hình này là cái mẫu này em mới đặt ra hay sao? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng hơn 1m65. Rồi. Có luôn, bên này cao hơn 1m65. Mắt thì có thể một mí được nhưng mà miệng thì đừng có hôn. Đúng rồi, ở đây vẽ cái miệng móm nè quý vị thấy không? Cái môi trên mỏng dánh nè, miệng móm. Vui vẻ. Bên này quá vui, cười từ nãy giờ luôn, yên tâm. Phải biết cách kiềm chế lại cái cơn giận của mình. Ví dụ như em nóng thì người đó phải điềm lại, chứ mà hai người cũng nóng thì không được. Em trai ơi, thấy mình được nhiêu phần trăm trong cái chuẩn cổ đặt ra? Em thấy chắc được 80 đó, trên 80 đó chị ơi. 80 không? Dạ vâng. Bên kia đã trải qua 3 mối tình, cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Còn anh trải qua mấy mối tình rồi? Tại vì Thắng cũng giống như vậy luôn. Nhưng tại sao mình phải chia tay những mối tình đó? Cũng rất là đơn giản, tại vì bạn gái mình thay đổi. Mình nghĩ trong thời gian sinh viên rất là lâu, gần 4 năm cái môi trường đi làm nó thay đổi. Nên là bạn gái lại thay đổi. Thay đổi theo. Dạ vâng. Nên lúc đó là hai người không còn tiếng nói chung nữa. Bạn gái thay đổi mình cũng phải theo bạn gái luôn chứ. Không theo được hả? Đúng rồi, theo đổi không theo đổi đó. À vậy à. Thôi bỏ vụ bạn gái cũ đi. Mình tính chuyện mới đi. Hồi bên kia đã đưa ra cái tiêu chí rồi. Bạn đưa ra tiêu chí luôn đi, mình chọn lựa người yêu thế nào? Đặc biệt là Thắng thích người nhỏ con thôi. Nhỏ con hả? Bự thì... con thích hả? Thương hiện tại đang dạy vẽ thì rất là hợp. Tại vì Thắng cũng có một cái đam mê riêng đó là về chụp ảnh, nhiếp ảnh. Ồ, vậy hả? Rồi. Về nhà người chụp người vẽ thôi là ngon rồi. Để tôi qua tôi coi nha. Ồ, chào chị. Từ từ để tôi coi cái đã, khoan nói chuyện. Ờ, nhanh, để cái tay lên vậy coi. Che con mắt lại, che con mắt bên đây lại. Đó bên đây nè, che bên đây lại, rồi. Bịt con mắt bên phải, bầm con mắt bên trái hả? Nè, tự nhìn đi, mình giống không? Giống nhau không? Cũng giống chứ bộ. Bên kia môi trẻ, bên này chưa trẻ, về trẻ rồi. Mà sao dễ chịu vậy, thích con gái nhỏ nhắn. Nhưng mà mình cũng phải có đặt ra một cái chuẩn cái mặt đó. Mình hình dung, mình ngủ, mình cũng phải nghĩ cái đối tượng sau này mình lấy làm vợ, cái mặt phải như thế nào. Thí dụ chứ? Cụ thể một cái người nào đó, tưởng tượng. Thắng thích một cái mẫu người mà gọi là rất là giống như là rất là giản dị thôi. Tóc có thể là xõa hoặc tóc dài hoặc không có màu đen tự nhiên thôi. Không uống, không nhượng. Dạ vâng. Có thể duỗi tóc kéo thẳng thì được, ok, rất là đẹp. Thắng không thích những người nào đó mà tóc có gì đó mà nó cong tít lên. Tóc không cong tít. Trang điểm này thì không nên quá đậm, thì Thắng không thích trang điểm quá đậm kia đó. Sáng nay tôi làm có đậm không mọi người? Vậy là đậm hay là... Không có đậm đâu, cũng hơi quá đậm thôi. Rồi, gì nữa không bạn? Thắng có thích người yêu trẻ con. Nếu mà bạn đang làm việc trong môi trường dạy vẽ cho trẻ em ở trường mẫu giáo thì hoặc là trường cấp 1 thì Thắng rất là thích. Thì bây giờ bao lâu mình cưới? Mùa cưới năm sau thì chúng ta sẽ lên một cái gì đó giống như là lên xe hoa. Rồi mình chuẩn bị gì chưa mà là lên xe bông? Thắng có thể chuẩn bị được một ngôi nhà nhỏ rồi, tức là chúng ta lên về cùng với nhau. Có luôn rồi, có ngôi nhà nhỏ luôn. Hiện rồi tại thì chưa, nhưng mà sau một năm nữa thì cũng chắc là không dễ thôi, không có khó. Là mình định cư ở trong thành phố luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi như vậy là tốt rồi, cảm ơn nha. Được rồi, được rồi.
Trời ơi, y chang luôn, y hệt vậy luôn đó em. Mai đâu phỏng vấn hồi tôi lo quá, sợ anh rớt phỏng vấn á. Bây giờ mình qua xem đàn gái coi sao nha. Hello, trời ơi nhỏ chút xíu luôn. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ủa gì vậy? Bữa nay khán giả có cái vụ gì vui vui nha. Gì vui vui ta? Em không thích gì ở người đàn ông? Nóng tính anh. Trai có nóng tính không vậy? Dạ, bình thường thì tao rất là vui vẻ mà không có nóng tính đâu. Không có nóng, thấy bên kia phóng khoáng lắm, không có nóng đâu. Rồi không thích gì nữa? Đừng có bị hôi nách nha anh. Cái đó là gọi cái bệnh tâm sinh lý của người ta. Thôi mà người ta không có thích. Rồi lỡ người ta có rồi sao? Ví dụ em yêu người đó quá nè, người đó cũng thương em quá, nhưng mà lỡ cái đó có thể khắc phục được mà. Chữa được thì được anh. Ừ. Nhưng mà mới vô thấy hôi rồi sao yêu? Thì từ từ yêu trước rồi sửa, chữa sao? Cái này nhiều người cũng có chứ bộ. Không lẽ giờ em yêu lại mà... Đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Đừng có bị hô. Không có hô, anh không có hô. Dạ. À, anh nhọn thôi, mỏ nhọn. Sống mũi cao là được anh. Rồi có cao luôn. Gì nữa? Dạ đủ rồi. Dù đó đủ rồi hả? Chắc cũng yêu cầu dữ rồi. Nhưng mà để anh nghe vụ này cái ha. Coi chừng anh tự nghe chính anh là chết luôn á. Bình thường, không có gì hết. Bình thường. Nghe chưa? Rồi em nghe rõ. Đáp ứng nhu cầu được chưa? Được anh. Được rồi. Vậy khỏe rồi. Không có gì hết phải không? Không đó có rồi. Gì hết á. Rồi ok. Nói chung được. Là không gian khí bây giờ hiện nay nó trong lành. Môi trường đang tốt. Rồi hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ có chị. À mình đi với ai mình? Em hỏi đi với em gái em ngồi bên kia. Em gái giật mình. Dạ, đang ngồi chị. Suy nghĩ gì? Rồi. Em chào Quyền Linh. Thấy anh trai anh rể tương lai thế nào? Dạ thì nhìn ảnh cũng nghiêm túc thư sinh. Có hôi không? Hồi sao không ngửi được. Em chịu rồi đúng không? Rồi quan trọng là đó, em gái chịu rồi, quan trọng là chị thôi. Anh trai có đi với ai không? Dạ em có đi với hai đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. À, chào chị ạ. Em thấy cái đối tượng bên kia có hợp với anh Thắng không? Dạ được, chị nhỏ nhắn xinh xắn. Bình thường ảnh có ở dơ không em? Dạ không, ảnh rất là kỹ tính, sạch sẽ nè chị. Ảnh rất là nghiêm túc. Lúc này em bán đất được không? Dạ được. Bán đất được thì có khả năng mua đất. Nhưng mà khách quan này bạn thấy cặp này cái sự thích ứng với nhau được khoảng bao nhiêu? Dạ được, em thấy hai anh chị khoảng được 80%. Nên hai anh chị cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn. Rồi, em cảm nhiều. Ơn cả nhà. Em tự tìm hiểu nha em. Mọi thứ là thấy chị thấy ổn hết rồi đó. Rồi, kéo màn lên. Bắt đầu. Ồ, xin chào. Chắc cho ảnh tiến tới gần gần chút để người ta kiểm tra đi. Ok. Ôi, chào em. Thắng. Ừ. Chuẩn bị tối hôm qua dễ quên. À, thì mình có một món quà nhỏ tặng bạn nhân lịch làm quen. Chúng ta rất có duyên với nhau khi mà... Rồi đứng đó luôn, đứng đó luôn. Tới đến đây. Thắng đứng đó luôn, Thắng đứng đó luôn, Thắng đứng đó. Đứng đó yên, yên đó. Rồi kiểm tra đi em. Rồi em kiểm tra đi em. Để hỏi em đổ thừa anh. Để yêu nhầm rồi đổ thừa nữa. Ừ. Có không khí có thay đổi gì không? Hả? Dạ không anh. Không đúng không? Được chưa? Rồi cơ bản, ổn. Về chỗ ngồi. Có gì mai mốt không có đổ thừa nha. Đổ thừa nha. Ok, chào em. Dạ chào anh. Anh thấy em thế nào? Anh thấy em là rất là xinh xắn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thương. Em thấy anh cũng chững chạc, cũng nam tính đàn ông. Vậy là mình quá. Sợ không đàn ông hả? Cái hình vẽ mà em đang tưởng tượng anh thấy cũng thấy rất là nghệ thuật luôn. Hình như cái hình vẽ đấy dành cho một người đàn ông đang mặc một cái chiếc áo len phải không em? Dạ. Cổ rất là dài. Dạ. Như anh mặc cái áo như vậy có hợp không? Dạ chắc hợp. Ta vô chuyện tình yêu mới áo quần đen chí. Quan niệm về vấn đề tình yêu của anh là sao? Anh quan điểm khi mà mình đã đến hôn nhân thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ. Ví dụ giả sử như anh có thể hỗ trợ em cái việc là mình chuẩn bị bài để dạy cho các bé trong ngày mai chẳng hạn, hoặc là trong tuần. Em thì có thể hỗ trợ cho anh công việc về
cái mặt tâm lý như gia đình, con cái để cho anh có thể yên tâm để công tác, yên tâm để thể bán được nhiều đất, bán được nhiều nhà vậy ạ. Dạ. Thật sự nhà em thích kinh doanh đó, thì rất là tốt. Em thích kinh doanh lắm anh, em đi dạy nhưng mà em cũng có kinh doanh nữa. Ồ, tuyệt vời. Có vốn không? Bơm cho em thêm, em đi lấy hàng. Hàng thời trang thì vốn nó nhỏ lắm, không có nó kể đâu, chắc là khoảng 100 triệu được không? Dạ cũng được anh. Rồi bây giờ nói vô chuyện tình yêu một cái đi nè. Khi nào thì có thể kết hôn được anh? Theo kế hoạch của anh là sẽ khoảng tháng 10 đến tháng 12 2017. Xong rồi tiền bạc sau khi cưới nhau ai giữ? Tất cả mọi thứ sẽ giao cho em giữ. Rồi kế hoạch làm ăn kinh tế sau khi hai vợ chồng lấy nhau? Thì hiện tại là mấy bạn em đang khởi nghiệp về kinh doanh bất động sản. Bạn gái ở đây thì có thể là vẫn đi dạy học, là vẫn kinh doanh rất là tốt. Đặc biệt là giả sử như có rất nhiều khách hàng của em mà có nhiều tiền mà em chơi bất động sản thì chúng ta lại bán hàng cho chính khách hàng của em luôn. Hay quá, liên kết thì dữ ha. Dạ. Được, cặp này ổn nè, cặp này mau giàu lắm. Em thấy anh cũng được, chắc có thể là một người chồng tốt. Vậy được rồi. Có thể người chồng tốt mà của ai chưa biết nha. Quyền quyết định là do các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Bấm nút là các bạn đang đối diện với hàng triệu người đang xem. Bà con, bạn bè, người thân của bạn đang xem. Chấp nhận trao cái duyên cho một người đối diện. Không bấm, không sao cả. Rất nhiều người cũng sẽ chọn các bạn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn nữ bấm rất chậm, hình như tôi tưởng đâu là bạn nữ không bấm luôn đấy. Em bấm mà chắc cái nút nó không ăn à. Vậy à. Bạn trai bây giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau một cái để truyền cảm xúc cho nhau đã. Được. Không được cũng phải được. Không, nắm tay chứ không phải bắt tay. Ở đây đâu có ký kết hợp đồng gì đâu mà bắt tay. Trời ơi, tình yêu mà giống như bán đất vậy. Nắm tay chặt vào đấy. Nào, hãy hôn một cái để kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Mời bạn. Trời ơi, không làm gì gồng mình dữ vậy. Thấy sao bạn? Rất là mềm mại và không mà mềm mại. Cái má mình nó rất là mềm mại. Cũng đẹp lắm rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox.